minh ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến sai lầm của tuổi trẻ đôi khi lại khiến cuộc đời rẽ sang những hướng đi chẳng ai ngờ trước như các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta hôm nay họ đã từng yêu thương đã từng hứa hẹn rồi cũng từng cay đắng vì một kẻ phản bội mà lựa chọn cho mình những hướng đi cho cuộc đời kẻ cố gắng vượt qua nỗi đau người âm thầm nuôi lòng oán giận, dành tất cả sức lực trả thù, kẻ thả mình vào những cuộc chơi đến kiệt quệ. rồi họ đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm tháng. lúc này câu chuyện dường như mới chỉ bắt đầu. đúng là sẽ có rất nhiều tình tiết cảm động và lôi cuốn bạn đọc và nghe chuyện chúng ta. minh ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. những ngày này bầu trời dường như chẳng buồn thức dậy, ẻ oải, lười biếng, trốn mình sau những đám mây u ám, xám xịt. Sương mù dày đặc, phủ trắng xóa, gió bấc thi nhau ùa về, đập mạnh vào thành cửa sổ, rồi nghịch ngợm luồn qua thân cây bàng trơ trọi lá. Hân khẽ thở dài, hơi thở liền biến thành những khối xương trắng. Năm nay trời rét muộn, gần tháng 12 mới rét, mà hôm qua trời vẫn còn oi ả, à, vậy mà tối đến, đài báo xét là xét được ngay. Trời, rét quá, bút đến thấu xương, Hân ngồi co do trước cửa nhà Lâm, môi tái đi vì mặc mỗi hai tấm áo mỏng. Lúc nãy, do chạy vội vàng, từ nhà qua đây nên cô chẳng kịp sửa soạn, vạt áo trắng bên trong còn dài hơn áo trước, trông lôi thôi lếch thách đến tận cùng. Không biết qua bao lâu, cái lạnh khiến cả người Hân đông cúng, Cô vô thức tự ôm lấy mình Mất hết kiên nhẫn Mà bấm chuông thêm một lần nữa Cùng lúc đó Hân nghe thấy tiếng cửa mở Khóe môi bất xác nở nụ cười Gương mặt cũng trở nên mừng rỡ Nhưng đối lập với cô Khi Lâm mở cửa bước ra Mái tóc đỏ của anh bị gió thổi Trở nên rối bời Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ Do hôm qua thức trắng chơi game Anh nhìn cô chằm chằm Gương mặt thể hiện rõ thái độ khó chịu lại thấy cái bộ dạng luộm thuộm của cô thì lại càng trở nên chán ghét. Lâm cáo kỉnh nói, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao phiền thế? Ngày trước rủ đi chơi thì làm giá, cứ 9 giờ là đòi về, giờ tới đêm hôm nữa tất cửa nhà, tìm trai rồi cơ đấy. Anh! À, giọng hân run rẩy không thể ngờ người con trai ăn nói thô lỗ trước mặt với chàng trai hai năm trước thẹn thùng, nói lời yêu cô là cùng một người. Cô nhớ rất rõ, đó là một ngày tiết trời sang thu, gió khẽ thổi, sân trường đầy lá rụng. Hân ngồi trên ghế đá, dưới cốc cây bàng đầy áp những tán lá xanh. Thời tiết sao mùa, nắng nhạt màu, mưa mùa hạ cũng vắng. Chính là khoảnh khắc rung động đó, Lâm đã nói lời yêu cô. Vậy mà chẳng hiểu thời gian, khiến cho con người ta thay đổi thế nào mà dần dần thứ tình cảm học trò vô lo vô nghĩ trong sáng giản dị lại trở nên xa cách đến thế rõ ràng ngay lúc này đây khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có một bước chân nhưng lại không thể trao cho nhau những chiếc ôm như ngày trước tiết trời vốn đã lạnh vậy mà lòng người lại còn lạnh hơn thân khẽ hít sâu một hơi cố điểm tĩnh nói Em nhắn tin không thấy anh trả lời Nên mới tới đây Em... em trễ kinh gần 2 tháng rồi Gì cơ? Ý em là sao? Em nói là em có thai rồi Câu nói của Hân Khiến cho Lâm bàng hoàng Dù sao thì cả hai vẫn còn là học sinh cấp 3 Họ còn quá trẻ Để có thể hiểu được trách nhiệm Của một người làm cha làm mẹ Nhưng Hân không hối hận Cô hy sinh tất cả về tình yêu Và chấp nhận chịu trách nhiệm Dù biết rằng tương lai sẽ còn nhiều gian khó nhưng còn Lâm một chàng trai sinh ra đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ sẽ suy nghĩ thế nào thân khẽ nhìn Lâm mong đợi anh sẽ cho mình một câu trả lời trọn vẹn nghĩa tình nhưng anh chỉ hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói chắc gì nó đã là con của tôi anh anh nói vậy mà nghe được à chúng ta là người yêu của nhau cơ mà vì sao cô là người yêu của tôi cũng đâu có nghĩa là cô không thể ngủ với thằng khác đổ khốn. Nói rồi, hân cho anh một cái tát. Mà anh cũng không phải kẻ tử tế như những ngày còn tán tỉnh cô. Cái tát ấy khiến anh tức giận, liền túm lấy tóc cô rất mạnh về phía trước. hằn học nói, tao nói cho mày biết, tao chán mày đến tận cổ rồi. Trước sau gì tao cũng bỏ mày thôi. Còn cái thai, mày tự đi mà giải quyết. Giờ thì cút về nhà đi, đừng có lảng vảng trước mặt tao thêm một lần nào nữa. Dứt lời, anh đẩy hân ra phía sau, khiến cô loạn choạng, ngã khụy xuống nền đất nước mắt khiến tầm nhìn của cô mờ đi những bóng lưng quen thuộc từng đón đưa cô tan học mỗi ngày lại trở nên vô tình và rõ rệt hơn bao giờ hết đêm xuống lạnh bao trùm cả đất trời gió khẽ luồn lách qua từng kẽ hở bên cửa sổ chàng trai tóc đỏ thản nhiên đắp kín chăn chìm vào giấc ngủ đâu hề biết ngoài kia gió bức ùa về lạnh lẽo đến cỡ nào chỉ là đêm ấy, trên những tán cây đã xuất hiện sương sớm, chúng đọc lại một chỗ, sau đó rơi từng giọt xuống con đường gồ ghề đất đỏ. Hân lững thững, bước những bước chân nặng nề. Dưới con đường bị màn đêm che phủ, chỉ còn sót lại chút ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn đường. Nơi đây vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai ngày trước. Cô yêu sâu đậm bao nhiêu, thì giờ nghĩ đến anh lại đau đớn bấy nhiêu. Cảm giác thật chẳng dễ chịu một chút nào. Và ngày hôm ấy, không phải là ngày giá bút nhất của mùa đông, nhưng chắc chắn rằng với một cô gái bị người yêu xuồng bỏ, đó là ngày lạnh lẽo nhất. Đông qua, xuân tới, hạ về, thu liền gõ cửa, bốn mùa cái trôi ca như thể chạy đua với thời gian. Bây giờ, mỗi lần hâm ngẫm lại, thật cảm thấy may mắn vì ngày đó, cho dù tủi nhục với cái mác chưa chồng mà chửa, nhưng cô vẫn nỗ lực gồng mình mà sống tiếp. Nhìn cu bon đang ngủ say, vì tiết trời giao mùa nên thi thoảng bé ho nhẹ một chút, cái mũi hơi tẹt, khẽ sụt xịt, đôi mắt nhắm nghiền, trông rõ đôi hàng mi dài cong vút. Kể ra, cu bon giống hệt lâm trong ký ức còn sót lại của cô. Chỉ có đôi mắt hai mí to tròn là được thừa hưởng từ mẹ, khiến nhiều người còn lầm tưởng Cú bon là bé gái nhớ lại năm đó sau khi rũ bỏ mọi quan hệ với mẹ con cô Lâm liền công khai người yêu mới thật chẳng hiểu anh ta đã cắm sừng cô từ bao giờ bên cạnh việc phải đối mặt với trách nhiệm làm mẹ ở tuổi 18 thân phải dừng lại việc học ở quãng thời gian cuối cấp đồng nghĩa với việc cô không thể thi đại học một nữ sinh có thành tích học tập nằm trong top 3 của trường như cô, vậy mà sau cùng chỉ để lại cái nhìn thất vọng của thầy giáo, cái ánh mắt không thiện cảm của bạn bè và những cảm xúc đau thương còn đọng lại mỗi khi đi trên đường làng, cô vô tình bắt gặp Lâm cùng người mới. Chỉ là anh ta không giống như trước, không còn mặc những chiếc áo sơ mi trắng và sơ vin gọn gàng. Anh ta bây giờ trông như một tên du côn, quần rách dưới, trên tay cầm điếu thuốc và đưa lên miệng, hít vào một hơi thật sảng khoái, rồi nhả ra làn khói trắng đục. Cô thấy rõ, anh ta bước ra từ quán game, cùng với một vài tên tóc xanh tóc đỏ khác. Cũng may, mối tình đầu vốn khắc cốt ghi tâm như vậy, nhưng vì anh ta lộ bản chất của một tên đều cáng, nên cô đã buông bỏ mà không hề nuối tiếc. Và cũng thật may, trước cái nhìn miệt thị của họ hàng thì ông bà Trương không mấy để tâm và luôn đồng hành cùng với con gái họ không trách mắng cô lấy một lời mà chỉ là lặng lẽ ôm cô vào lòng rồi vỗ về nói không sao đâu con có bố mẹ ở đây rồi câu nói đó đã khiến thân cảm nhận được tình yêu của gia đình quý giá biết nhường nào và cô sẽ gom mọi yêu thương mà cô nhận được đem dành cho bon sau chuyện đó vì không muốn cô phải chịu áp lực từ cái nhìn của người làng ông bà trương đã quyết định chuyển nhà lên phố vậy mà thoáng cái cũng đã 6 năm trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng đã nhẹ nhàng le lói qua khung cửa sổ, làm sáng bừng cả một góc trong căn phòng ngập tràn hương quế. Hân khẽ chùm chăn kín mít, để thứ ánh sáng ấy không đánh thức mình dậy và đưa đôi tay ôm lấy một thân hình nhỏ bé như một thói quen. Cô muốn ngủ thêm một chút, nhất là vào cái thời tiết man mát, dễ chịu này. Nhưng rồi, tiếng xe cộ kêu inh ỏi, Tiếng cô bán bánh đúc hàng rong, tiếng trẻ con háo hức nô đùa, tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo ra một âm thanh vui vẻ nhộn nhịp, khiến thân chợt nhớ ra, hôm nay là một ngày đặc biệt của tháng 9. Thân nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ sáng, cô liền bật dậy, lắc người bon, khiến cả người cậu bé lắc lư vội vã nói, "Bon ơi, dậy đi con, nhanh kẻo muộn mất rồi." Bon mơ màng tỉnh giấc, như nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên trong sự nghiệp học hành của mình, cậu liền xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Nhìn chiếc áo đồng phục cậu mặc đi ngủ từ tối qua, kèm chiếc ba lô đã soạn sẵn sách vở để trên bàn là biết cậu nhóc háo hức đến nhường nào. Ngoài này, bà Trương đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bà khẽ lê muôi, khuấy nhẹ nồi cháo, hơi nóng bốc nghi ngút, mùi gà hầm thuốc bắc cùng hạt sen táo đỏ, thơm nức cả căn phòng. Bon khẽ nuốt nước bọt, nhưng vì sợ muộn học nên hân đã nhét một chiếc bánh ngọt vào tay bon sau đó vội vàng tìm chìa khóa xe đưa bon học bà trương thấy vậy liền nói ơ hay mẹ nấu cả một nồi cháo to đùng như vậy mà hai mẹ con mày không ai ăn đã đi rồi à này cô bon khai giảng nên phải đi sớm con tìm lớp nữa mẹ thức ăn còn thì mẹ thất tủ rồi chưa con về con ăn sau mẹ nhé nói rồi hân đi giày cho bon mà cũng vì vội vàng nên khi đứng dậy cô đã trượt chân xít ngã bà trương thấy vậy liền ngán ngẩm nói con bé này từ từ thôi chứ làm mẹ rồi mà cái tính vẫn hấp ta hấp tấp nghe vậy hân liền cười ngượng ngùng <cười> con đi đây ạ à? có gì hôm nay mẹ ra trong cửa hàng giúp con một chút nhé bà ơi cháu cũng đi học đây vừa nói bon vừa vẫy tay chào bà rồi chạy theo hân ra cổng sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng của bon hân liền chạy xe qua cửa hàng để cho bà trương còn về cơm nước năm đó sau khi chuyển nhà lên thành phố và sinh ra bon cô đã mở một cửa tiệm bánh ngọt sau 3 năm cố gắng, hiện tại cô cũng có một lượng khách ổn định. Nhưng để có một cuộc sống dư giả cho Bon sau này thì cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mải mê với dòng suy nghĩ, Hân vô tình va phải một người đàn ông đang đi bộ qua đường. Anh ta mặc bộ quần áo thể thao màu đen, cả người dính đầy bụi bẩn và nhìn rõ những vết giày in trên quần áo như thể vừa trải qua một cuộc đánh lộn. Mà giữa thay áo có bị rách một mảng để lộ phần da thịt bên trong đã chảy máu gương mặt anh không có nét đẹp nổi trội nhưng ngũ quan kết hợp lại thì khá hài hòa chỉ là phần khóe mắt bị chảy xước và đôi môi mỏng hơi sưng cuộc va chạm xe đã khiến anh ngã lăn ra đất phần cổ tay bị chật khớp khiến anh rất đau nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một lời chỉ nằm im bất động co người lại và chịu đựng cơn đau buốt một mình mà hành động đó đã vô tình trở thành một kẻ ăn vạ trong mắt hân không suy nghĩ gì nhiều cô liền lập tức nói này anh kia, đừng có mà ăn vạ, tôi đi xe rất chậm và chỉ quyết nhẹ vào người anh thôi. Rõ ràng vết thương trên người anh đã có từ trước, đừng có đổ sang tôi mà bất đền. Người đàn ông khẽ nhìn cô, sau đó cố gắng đứng lên, chán anh đổ rất nhiều mồ hôi, ra mặt tái đi vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Mã Hân thấy vậy, vừa cảm thấy áy náy, mà cũng sợ bản thân mình bị lừa, liền móc ví lấy ra một triệu mạnh miệng nói. Ở đây tôi có ít tiền, anh cầm lấy mà bôi thuốc Còn lại thì đừng nghĩ đến chuyện vòi vĩnh thêm từ tôi Những vết thương cũ trên người anh là do đánh lộn chứ không phải do tôi làm Gia đình tôi, bố mẹ đều làm luật sư nên anh đừng có dại mà Hân còn chưa kịp nói dứt câu Anh liền đưa tay ôm lấy ngực, khạc ra một ngụm máu đỏ Cô trông vậy thì sợ hãi, đôi tay cầm tiền bỗng run rẩy Người đàn ông trông thấy biểu cảm này của cô lại nhìn vài đồng tiền lẻ Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười chế giễu, sau đó cứ vậy mà lặng lẽ rời đi không thèm đôi co với cô lấy một lời. Hân ngơ ngác, không hiểu nụ cười khẩy đó mang cái hàm ý gì nữa. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này cô nhận được cuộc gọi từ bà Trương bảo cô lên viện gấp vì ông Trương bị gãy chân, đang nằm trên viện Ba rồi. Khi Hân lên đến viện thì thấy bà Trương đang thao thao bất tuyệt như một thói quen. Cũng chỉ vì lo lắng cho chồng nên bà càng nói càng hăng, trực trào có nước mắt mà ông Trương Lúc này đã nghe bà nói đến đau cả đầu Nhìn thấy Hân bước vào như vớ được phao cứu sinh Vội cắt lời bà và nói Tôi con nó lên rồi kìa Em đừng mắng anh nữa Nói rồi ông lấy giấy lau nước mắt cho bà Hân trông thấy vậy liền mỉm cười Ông bà đã sống với nhau gần 30 năm Và tình cảm vẫn ngọt ngào như thủa ban đầu vậy Nghĩ rồi cô đặt túi cam lên trên bàn Nhìn cái chân phải của ông bị bó bột Trên mặt còn có vết bầm tím ở khóe mắt Liền ngạc nhiên hỏi Con tưởng bố ngã xe Sao nhìn vết thương cứ như bị người ta đánh ấy nhỉ Câu nói ấy như chạm vào chỗ ngứa của bà Trương Tức mình bà bật dậy nó lớn Đấy mày xem bố mày đấy Đi giao hàng gặp phải mấy thằng trẻ trâu đang tụ tập hút thuốc Như người ta thì né đi Thằng này còn lao tới Bảo chúng đứng gọn vào Xong còn dạy đời chúng nó là hút thuốc có thể gây ung thư Thế là chúng nó thấy ngứa mắt Cả năm bảy thằng Nó lao vào nó tẩn cho một trận Và đấy là còn gặp cậu thanh niên tốt bụng Người ta còn đứng ra giúp đỡ đấy Chứ không á Hôm nay không còn mạng để mà về Càng nói, mặt bà càng đỏ tía tai. Ông Trương cũng hân ngồi im thiên thít, ngay cả thỏ cũng không dám thở mạnh. May mắn, ngay lúc này, cô y tá nhắc nhở gia đình đóng nút tiền viện phí là có thể ra về. Lúc ấy bà mới chịu dừng lại, rồi mang ví tiền ra quầy lễ tân. Ông Trương khẽ thở hắt một hơi, đưa tay lau mồ hôi đã đầm đìa trên chán. Hai cha con nhìn nhau, từ gương mặt sợ hãi, cả hai bỗng ôm bụng cười nắc nẻ. Xong cô không nhịn được tò mò hỏi Thế người giúp bố đâu rồi ạ? À? Để chút nữa con đến mẹ mua ít quà bánh Rồi qua đó cảm ơn người ta một câu Cậu thanh niên đó đi bố lên viện rồi đi luôn lúc nào không biết Người đâu mà cao ráo sáng sủa Lại còn tốt bụng Tiếc là bố chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu ta Thoạt nhìn thì cũng thấy cậu ấy bị thương nhiều chỗ Không biết đã thăm khám gì chưa nữa Chiều đó Sau khi Bon tan học được hân đón về Nghe tin cái chân của ông bị đau liền rơm rớm khóc ông ơi ông có đau lắm không ạ ông trương cười sảng khoái đưa tay lên xoa đầu đứa cháu nhỏ rồi bảo đau thì ông phải khóc chứ đúng không bon này là ông chỉ bị xước ra xíu thôi mai ngày kia là lại đi lại bình thường được rồi Đợi ông khỏi rồi ông lại cõng bon đi chơi nhá. thế sau này bon lớn ông có cõng được bon không ạ giờ mẹ hân cứ bảo là con lớn nhanh quá mẹ không bế nổi con nữa rồi ý ông ạ ông bế con cõng con đến khi nào ông già yếu không đi nổi nữa thì thôi Vậy lúc ấy thì để con cõng ông, ông nha. Nói rồi, Bon đứng phát dậy, tạo dáng như siêu nhân ga to. Đôi mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Ông chưa nghe thế, thì sung sướng bật cười ha ha. Mới ngày nào, Bon còn bé tí tí. Được ông bé ấm, và giờ Bon đã vào lớp 1 và biết nghĩ cho người thân. Thời gian trôi qua nhanh quá, làm ông lại nghĩ về ngày xưa. Cả Hân và Bon bây giờ, hồi bé đều bệnh hơi ông cả. Thế mà đến tuổi đi học được khám phá những điều mới và kết giao với bạn bè, liền ít dành thời gian chơi cùng với ông nữa. Nghĩ thế, ông lại thoáng chút buồn, chỉ mong thời gian trôi chậm thôi để ông còn bù đắp cho đứa cháu nhỏ sinh ra đã thiệt thòi vì thiếu tình yêu thương của bố. Vài ngày sau, do công việc khá bận nên thân thường về nhà trễ, ví dụ như hôm nay khi cô đóng cửa tiệm bánh cũng gần 10 giờ, Tầm này ở thành phố cũng không phải là quá muộn, quán xá vẫn mở bán tấp nập trên các nẻo đường, nhưng vì muốn dành thời gian cho Bon nên từ trước đến nay cô chỉ mở bán đến 7 giờ tối. Trên đường trở về, khi cô đi ngang qua con đường Đặng Văn Ngữ, hai bên đường trải dài những thân cây đều tam tắp, bạt ngàn hoa sữa trắng tinh khôi. Cái mùi hoa nồng nàn không thể thở nổi, ấy vậy hoa sữa lại là một nét đẹp đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Kể ra, hương bay thoang thoảng thì hân cũng thích nhưng vào đúng đợt hoa nở rộ mỗi lần đi qua khu phố này cô đều cảm thấy nhức đầu khó thở thế nên cô thường đi xe qua rất nhanh tới cuối đường chỉ còn quẹo phải một đoạn nữa là về đến nhà cô bỗng thấy một người đàn ông nằm bệt dưới đất trên người nhiều vết thương xung quanh còn sót lại một vài dấu vết của cuộc ẩu đả hân liền dừng xe lại nhìn kỹ gương mặt người đàn ông có một vài vết xước trông rất quen mắt có vẻ như cô đã từng gặp qua ở đâu. Nghĩ rồi cô chậm chậm bước tới gần khẽ gọi, anh gì ơi, anh có sao không? Nhưng vài phút trôi qua, Hân vẫn không thấy người đàn ông đáp lời. Cô vươn đôi tay run rẩy định kiểm tra hơi thở, liền bị bàn tay thô sát của anh ta nắm lấy, siết mạnh. Hân giật mình hét lớn, bèn rút tay mình lại, lùi về phía sau. Người đàn ông thấy vậy, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lời cũng không muốn nói. Xong, hành động thô lỗ đó đã khiến thân cảm thấy bực mình Cô định đưa anh lên viện Nhưng giờ chắc chắn chắc không cần phải làm vậy nữa Vì cô đã nhận ra Người đàn ông này Chính là người cô va chạm xe đột trước Cả hai lần gặp anh Cô đều thấy người anh xuất hiện nhiều vết thương Chắc hẳn rằng anh là một tên côn đồ Và cô nghĩ rằng Kiểu người này nên tránh càng xa càng tốt Thế là cô mặc tay anh ta Và phóng xe trở về nhà Khi Hân về đến nhà Bon đã ngủ nên cô nhanh chóng đi tắm. Trong xuôi, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ mà lúc này trời bỗng nổi gió lớn, đập mạnh vào thành cửa sổ, những tia sét rạch trắng trời như báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Hình ảnh người đàn ông ban nãy liền xuất hiện trong tâm trí cô. Thực không biết là anh ta đã đi chưa, nếu những vết thương đó dính nước mưa, át hẳn sẽ rất đau và có thể sẽ bị nhiễm trùng. Dù có là côn đồ hay xã hội đen thì anh ta vẫn là một con người bằng xương bằng thịt nếu cô bỏ mặc anh ta trong lúc hoạn nạn như vậy thì cô cũng có khác gì những người xấu xa ngoài kia đâu nghĩ vậy hân liền cầm ô chạy ra đầu ngõ trời lúc này đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa tuy chưa nhiều nhưng chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi sẽ là một trận mưa lớn nhưng khi hân chỉ cách anh ta vài bước chân cô lại do dự trước việc bỏ mặc và giúp đỡ sợ rằng sự lựa chọn này sẽ đem lại cho cô những chuyện phiền phức nhưng sau cùng cô vẫn chọn lựa đem anh ta về nhà còn không quên tự an ủi chính mình liền nói nhỏ không sao đâu vì mình là người có lương tâm nên cho dù anh ta có là côn đồ thì mình vẫn sẽ giúp nghe vậy người đàn ông đang nằm đó bỗng nhiên phì cười giọng anh nhàn nhạt nói vậy lúc nãy cô quay người bỏ đây là vì lương tâm đi chơi chứ về hả nghe vậy hân đã thực sự bốc hỏa Cô tức giận đá mạnh anh ta một cái vào chân Sau đó bực dọc nói Anh đọc số điện thoại người nhà đi Tôi gọi giúp anh Không có Gì cơ Ý anh là không có điện thoại ấy à Anh ta khẽ nhìn cô đăm chiêu Sau đó như cũ lại lạnh nhạt trả lời Không có người nhà Hân ngỡ ngàng Bỗng chốc có chút thương cảm Thì ra Anh ta còn là một kẻ lang thang Mà trời lúc này mưa cũng đã nặng hạt hơn Anh ta còn chẳng thèm đáp lại cô nữa đúng là một kẻ côn đồ nhưng lại có tính tự ái cao ngất ngưởng hết cách cô đành đưa anh ta về nhà khẽ nói nhỏ cố gắng mà vịn vào người tôi đêm nay tôi cho ngủ tạm ngày mai sáng sớm phải rời đi luôn đó nói rồi hân liền ngồi xuống cầm tay anh khoác con vai mình cố gắng dùng lực giúp anh đứng lên nhưng chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn nên rất khó để di chuyển anh cao tầm mét bảy mươi lăm còn hân thì chưa nổi mét sáu anh dựa đầu vào vai cô sức nặng của anh khiến cô thở hồng hộc mà thay vì nói lời cảm ơn anh lại cố tình nói ra hai chữ đổ luôn hân nghe thì tức lắm nhưng vì cô nghĩ anh là một tên du côn nên đành nhịn nhỡ cô có nói đôi lời khiến anh ngứa mắt thì chẳng biết bản thân mình bị đánh lúc nào cũng hay nữa khi hân đưa anh về đến nhà liền thấy ông bà trương đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa hân bỗng hoảng hốt Rõ là trước khi cô ra khỏi nhà Thì hai ông bà đã ngủ Định bụng cho anh ở phòng khách một đêm Sáng mai trước khi cả nhà thức dậy Thì để anh đi sớm Vậy mà bị mọi người phát hiện ra rồi Hơn nữa tư thế của cả hai lúc này Vô cùng thân mật Hân không biết phải giải thích ra làm sao Liền giật mình buông tay Khiến cả người anh mất điểm tựa Ngã khủy xuống đất Mà ông Trương lúc này cũng đã nhận ra anh Liền vội vã nói Ơ kìa sao tự dưng có lại buông tay như thế của ấy dậy đi đây là người thanh niên hôm nọ đã cứu bố đấy sao à cứu bố ấy à vậy ra là tối đó cô dùng bông gòn và cồn sát khuẩn làm sạch vết thương cho anh sau đó thoa lên những chỗ sưng đỏ một chút thuốc mỡ cùng lúc đó cô ngồi nghe câu chuyện anh kể với ông trương và biết được mọi chuyện anh là khang một luật sư có tiếng lần gặp mặt đầu tiên anh bị thương là do giúp đỡ ông trương thoát khỏi bạn thanh niên bợm trợn còn lần vừa rồi là do anh gặp bọn cướp, chúng đã lấy mất túi sách của anh, trong đó gồm một chiếc điện thoại, giấy tờ tùy thân, một chiếc laptop, mà trong chiếc laptop ấy, có chứa tập tài liệu để anh nộp lên tòa vào ngày mai. Đó là một bằng chứng quan trọng giúp những người công nhân bị thương ở công trường đòi lại quyền lợi. Nhưng anh đã để bị cướp mất và còn bị bọn chúng đánh trong một trận như tử. Có lẽ anh đã bị theo dõi từ lâu và bọn chúng muốn xóa sạch những bằng chứng bất lợi bởi vì thân chủ của anh chỉ là một gia đình làm công nhân bình thường còn bị cáo bên kia thì lại là một đối tượng có máu mặt lớn lúc này bà trương từ phòng bếp bước ra trên tay bà bê một bát mì nóng hổi kèm hai quả trứng trần thơm nức mùi hành lá rồi bà nhìn khang ngại ngùng nói cháu ăn tạm cho bớt đói nhé nhà cô vốn không thích ăn đồ đông lạnh nên tủ lạnh bây giờ chẳng có gì ngoài mấy quả trứng gà thật lòng là cô muốn nấu cho cháu một món gì đó ngon hơn nghe được những lời nói đó khang không nói gì mà chỉ nhìn bát mì trước mặt khói tỏa ra nghi ngút sợi mì nhỏ ăn cùng trứng trần kèm theo một chút rau sống trong khi hân tưởng rằng tính thô lỗ của anh bắt đầu trở lại thì nghe thấy một giọng nói rất trầm có chút nghẹn ngào không ngờ đến được đó lại là giọng nói của anh với cháu thì bát mì này là món ăn ngon nhất trong suốt 6 năm qua đó ạ đã lâu rồi cháu không có ăn cơm ở nhà ơ ờ, thế gia đình cháu đâu bố mẹ cháu mất lâu rồi ạ giờ cho sống một mình mà công việc bận nữa nên toàn ăn ở ngoài rồi mới về thôi nói rồi anh liền dùng đũa ăn từng miếng lại múc một thìa nước canh mọi động tác đều rất chậm như thể muốn thưởng thức hương vị ấm cúng này lâu thêm một chút khi ông trương nghe được hoàn cảnh của anh lại quý mến anh vì cái tình người mà xã hội ngày nay chẳng mấy thanh niên nào có được, liền nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nếu cháu không ngại, gia đình bác chỉ có cơm với mắm, thì bất cứ khi nào cháu qua đây, hai bác cũng sẽ nấu cho cháu ăn. Nhà bác vốn neo người mà bác thì rất quý cháu, từ cái đợt cháu giúp bác ở chợ chiều khúc lần trước, nên khi nào rảnh hoặc vào những ngày lễ Tết đoàn viên, cháu qua nhà ăn cơm cùng gia đình bác nhé, chỉ là thêm cái bát đũa cắm nhiều hơn ít cơm, nhà có răm ba người, ăn rau cỏ cũng đỡ hơn ăn một mình cháu ạ. Bà Trương nghe vậy cũng bắt đầu xin thông tin liên lạc của anh. Mà từ đầu đến cuối, chỉ có Hân ngồi ở đây là không nói được lời nào, khiến cô cảm thấy mình như bị ra dìa vậy. Đêm đó, cơn mưa ào ào như chút nước, nhưng mà cũng chóng tạnh. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, phảng phất hương, mùi hương hoa quế, Thang nằm cạnh ông Trương vì căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, tiếng gáy của ông như tiếng xe máy nổ làm anh không thể chợp mắt. Nhưng cũng vì thế mà cảm giác ấm áp này khiến anh cảm thấy chân thực hơn. Một mái nhà, một gia đình quê quần, có tình người, có những người thân yêu. Khang thấy ấm áp quá, đến cái chăn, cái đệm cũng ấm áp nữa. Mà có khi con người ta thấy ấm áp, đơn giản chỉ bởi một bát mì. Sáng hôm sau, cả nhà ông trương đều dậy từ rất sớm có lẽ bởi nhà hôm nay có thêm một người mà người đó lại là ân nhân cứu mạng ông nên ai nấy đều rất nhiệt tình và rất vui vẻ khang mơ hồ bị đánh thức bởi mùi thơm của dấm bỗng cùng với cà chua làm nổi lên vị ngọt của cua đồng và một chút hương đồng của mắm tôm đặc vị anh khẽ vươn vai cảm giác hơi buồn ngủ vì tiếng gáy của ông trương đêm qua làm cho anh gần như thức trắng trong lúc còn đang mơ màng giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến anh có chút giật mình cũng là bố của cháu ạ à? bon nhìn anh với anh mắt nghi hoặc nhưng cũng đầy chờ đợi và sau câu chuyện với ông trương vào tối ngày hôm qua anh đoán rằng đứa trẻ này có lẽ là con trai của hân anh bất giác khẽ nhìn bon hồi lâu trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ thật là giống tên khốn đó sau đó anh đứng dậy gấp gọn chăn màn tôi nhàn nhạt, nhạt trả lời chú không phải bố cháu thế sao chú lại ở đây ạ? À? cháu nhìn chú lạ lắm cũng không giống với những người họ hàng ở quê à đêm qua là mẹ cháu đưa chú về thế chú là gì của mẹ cháu ạ? À? khang có chút buồn cười đã lâu rồi không có ai hỏi anh mà còn nhiều hơn cả chủ tòa như vậy cả thì anh còn chưa biết phải trả lời bon như thế nào thì may mắn ngay lúc này hân liền gõ cửa phòng và bước vào khỏi anh rạng sáng trông thấy bon ở đây cô khẽ ngạc nhiên Sao con không chuẩn bị thay đồ để học mà còn ở đây vậy? À mẹ, con định vào xem chân ông đỡ chưa? Nhưng lại thấy chú ở đây. Vừa nói, Bon vừa chỉ tay về phía anh. Mà Hân nhìn anh lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt qua đêm khiến cô cảm thấy không quen. Liền chỉ cho anh chỗ lấy bàn chải đánh giang mới và một chiếc khăn mặt mới. Sau đó cô mời anh ra ăn sáng cùng gia đình rồi đưa Bon ra khỏi phòng. Khoảng thời gian sau đó, cứ cuối tuần là Khang qua nhà ông Trương ăn cơm. Hai bên thường xuyên qua lại như những người thân trong nhà. Ngày ông Trương lên viện tháo băng, vì có mối quan hệ nên anh đã đưa ông đến bệnh viện tốt nhất và chụp chiếu lại toàn bộ. Tình cảm của anh với cô Bon cũng tiến triển rất tốt. Bằng chứng là đồ chơi trong nhà của bé ngày một nhiều thêm. Còn anh với Hân. Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình, lòng vừa nghĩ đến cô thì nhận được cuộc gọi của cô. Anh liền bắt máy. Alo tôi nghe. Anh đang ở đâu vậy? Tôi mang tài liệu đến cho anh rồi này. Cô ngồi ở quán Hai Lành đối diện tòa án, chờ tôi chút nhé. Tôi xuống ngay bây giờ đây." Nói rồi, anh liền tắt điện thoại. Mà Hân ở bên này, sau khi gọi một trà sen vàng xa lở, thì cô đã chọn cho mình một góc bàn ở cạnh cửa ra vào để có thể nhanh chóng nhận ra anh và đưa nó cho anh. Mặc dù cô không hiểu, người cẩn thận như anh sao lại có thể quên tập tài liệu quan trọng như vậy ở nhà? sáng nay vì không kịp về lấy nên anh đã nhờ cô qua giúp nhưng ngay lúc này cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mà cả đời này cô không hề muốn gặp lại chúng ta thường trưởng thành từ những tổn thương nhưng đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ mà vượt qua được những tổn thương đó thời gian ấy mà nó có thể khiến vết thương lòng lành lại nhưng với vết sẹo thì không khi ánh mắt hai người chạm nhau Hân liền tránh tầm nhìn sang hướng khác. Nhưng Lâm thì không như vậy. Anh ta cố tình tiến đến, bắt chuyện với cô, cười cợt nói. Thật không ngờ, trong gần ấy năm, lại có thể gặp em ở đây. Hân im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng anh ta cố chấp ngồi xuống ghế, sau đó cầm cốc nước của cô, quệt lên vết son còn dính trên đầu uống hút, tiếp tục nói. Em trở nên thiếu lịch sự ta bao giờ thế? Kẻ nói thì phải có người nghe đúng không? cô người yêu cũ đầy học thức của tôi Hay là em đã quên mất những đêm nồng cháy của chúng ta rồi Nghe những lời cản rỡ Phát ra từ miệng anh ta Khiến thân cảm thấy kinh tởm liền cười khẩy một cái Rồi sực nhớ ra hành động Cô đã vô tình học theo khang từ bao giờ Sau đó Hân liền tỏ ra chán ghét Nhẹ nhàng nói Anh phiền thật đấy Đây chính là câu nói năm đó Lâm nói với Hân Lúc cô thông báo mình có thai và chính anh cũng nói với cô rằng đừng bao giờ gặp lại là anh nói yêu cô xong lại nói chán ghét cô. Cũng là anh nói đừng gặp nữa mà giờ lại có thể thản nhiên cười cười nói nói sau từng ấy tổn thương gây cho cô như vậy. Nhưng có lẽ với con người chỉ coi tình yêu là trò chơi thể xác như anh ta thì đâu có thiểu được cảm xúc bị người yêu mình xuông bỏ. Anh ta chơ chẽn vuốt nhẹ những lọn tóc trước mặt cô như ngày trước anh ta vẫn thường làm. Nhưng Hân thì không còn là cô gái ngây thơ yêu anh hết lòng như ngày trước nữa. Cô đứng bật dậy, né tránh hành động đầy tình tứ của anh ta, sau đó tức giận nói, đừng có chạm vào người tôi. Cô nói to tiếng đó đã khiến tất cả mọi người ngồi trong quán quay ra nhìn Hân. Cô vô cùng xấu hổ và bản thân không biết phải làm gì nữa. Ngay lúc này, Khang đã xuất hiện nhìn anh đi tới gần chỗ mình, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, mà trông thấy đôi mắt hơi đỏ cùng nét mặt tái mét của cô. Khang ngạc nhiên hỏi, cô sao vậy? Sao trông da xanh sao thế? Hân liền lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Nhưng khi cô định cầm tập tài liệu lên đưa cho anh, thì bất ngờ nghe Thế Lâm lên tiếng chào hỏi. Luật sư Khang, cô biết cô Hân đây à? À, chào anh, chúng tôi là bạn bè, còn anh với Hân là... Tôi không quen anh ta, Nói rồi, Hân để tập tài liệu vào tay Khang, sau đó cầm túi sách và rời đi. Khang định chạy theo cô, nhưng nhìn đồng hồ đã chuẩn bị đến giờ vào phiên tòa, liền cầm điện thoại nhắn cho cô một tin. Mà Lâm nhìn thấy cảnh này, mặc dù là người yêu cũ, nhưng vì tính háu thắng lại chiếm hữu cao, nên trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhớn mày nói, hai người có vẻ thân thiết nhỉ. Nhưng Khang chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái, sau đó cất điện thoại vào túi quần, không muốn trả lời câu hỏi của anh, liền lảng sang chuyện khác. Anh Lâm, chúng ta vào thôi, sắp đến giờ rồi. <laughs> hôm nay sẽ thắng chứ, tôi thực sự hết kiên nhẫn và không có thời gian tới đây là lần nào nữa đâu. Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ để thân chủ của tôi trắng tay ra về cả. Nghe vậy, Lâm khoái chí cười lớn, sau đó quàng tay qua vai Khang, hà lòng nói. Tôi rất thích cái phong thái tự tin này của anh đấy. Được rồi, giải quyết cho nhanh rồi chúng ta ra khỏi cái chỗ nhàm chán này vào. Và kết thúc buổi sáng ngày hôm đó, Khang đã giúp Lâm thắng kiện vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn. Khi Khang quay trở về công ty, cũng đã là đầu giờ chiều, nhưng tuyệt nhiên không nhận được tin nhắn phản hồi nào từ Hân cả. Tối đến, Khang trở về nhà với một tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, anh chưa có hạt cơm nào vào bụng, không thấy đói mà chỉ theo lòng, nặng trĩu. Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của anh, chỉ một thời gian không lâu nữa thôi anh sẽ khiến cả người đàn ông hại chết em gái anh phải trả giá nhưng anh lại chẳng thể ngờ tới việc hân vui buồn lại khiến anh để tâm đến vậy chỉ vì anh nghĩ rằng anh là bọn cùng hội cùng thuyền với hắn ta thôi mà cô còn ghét anh như thế vậy nhớ sau này cô phát hiện ra anh tiếp cận cô là có mục đích và những chuyện sắp tới anh làm còn kinh khủng hơn vậy thì mối quan hệ của anh và cô sẽ trở nên như thế nào Vốn dĩ Hân chỉ là một công cụ trong việc trả thù của anh Chẳng ngờ có một ngày Anh lại suy nghĩ buông bỏ tất cả Để được nhìn thấy cô hạnh phúc Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm đó Anh lại không thể tha thứ được Anh nhất định phải trả thù Chuyện xảy ra cách đây đã 5 năm, năm Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ Đó là vòng ngày của mùa đông trời rất lạnh Từng đợt gió bất ùa về Khiến cây cối ngả nghiêng theo chiều gió anh lai hương trên con đường dài để sỏi đá gió thổi mạnh làm lắc lư cái đầu xe đạp màu xanh chiều ngược gió khiến anh không thể làm chủ tay lái nhưng vẫn cố gắng đi thật chậm để hương cảm thấy an toàn còn hương cô vùi đầu mình vào tấm lưng to lớn của anh nước mắt chảy không ngừng vì chót trao thân cho một kẻ bội bạc cô run rẩy đặt tay lên bụng một lần nữa cảm nhận một sinh linh bé bỏng ở bên trong đã thành hình nhưng lại chẳng có cơ hội được làm người gió thổi mạnh khiến tay cô lạnh buốt nhưng làm sao lạnh bằng ánh mắt của kẻ bội bạc đã bỏ rơi hai mẹ con cô lúc này khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật của một phòng khám nhỏ hương ngước đôi mắt đã sưng đỏ nhìn khang cô thực sự rất sợ cái thai đã bốn tháng và cũng đã có đủ tứ chi trông thấy hương như vậy anh cũng bất giác bật khóc hãy ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói không sao đâu em bác sĩ cũng nói rồi có thể bỏ được tương lai em còn cả một chặng dài phía trước sau này sau này rồi em sẽ gặp một người tốt thôi rồi sẽ có những đứa trẻ khác mắt anh đỏ ngầu những giọt nước mắt bất lực thấm ướt cả vai áo của hương và anh đâu thể ngờ cái ôm đó lại là lần cuối bởi cô đã ra đi do bị mất máu quá nhiều tiếng chuông cửa kêu lên, khiến anh giật mình trở về thực tại, liền đưa tay lau vội những giọt nước mắt. Mỗi lần nghĩ về ngày hôm đó là tim anh như nghẹn lại, cơn đau thắt ở lồng ngực khiến anh không thể thở nổi. Khi anh mở cửa và trông thấy Tú, liền mệt mỏi nói. Sao tự nhiên, cậu lại qua đây vậy? Có chuyện gì thì gửi tin nhắn là được rồi. Ở cái thằng khó ở này, bạn bè qua mà tiếp đón chẳng nồng nhiệt gì cả, còn không cả bật đèn nữa. Ôi khiếp cái mùi, có đúng đây là nhà cho người ở không vậy? nói rồi tú vội lấy tay bịt mũi khi trông thấy đống vỏ hộp mì tôm chất đống trên thùng rác với một bác sĩ bị bệnh cuồng sạch sẽ như anh thì điều này là không thể chấp nhận được nghĩ vậy anh liền sắn tay áo đeo găng tay và bắt tay vào dọn dẹp miệng còn không ngừng than vãn cậu á phải lấy vợ ngay đi suốt ngày công việc ngập đầu rồi ăn uống linh tinh thế này cậu còn muốn sống đấy khang khẽ nhớn mày nhìn tấm thân béo ú, nu của anh với quả mắt kính to tròn trên gương mặt bầu bĩnh, cộng thêm cái tính suốt ngày lào bầu, liền cảm thấy đáng sợ. Trước kia, trông tú cũng gọn gàng, cao giáo, mà từ ngày lấy vợ xong, không hiểu vợ chăm mát tay thế nào mà giờ trông mập mạp như một cục thịt mỡ kho tàu. Sau đó, anh lại nhìn tập tài liệu tú vừa để trên bàn và thấy tên bệnh nhân tên là Hồ Tùng Lâm liền cầm lên đọc và nói tình hình hắn ta sao rồi vô sinh hoàn toàn rồi chắc chưa Chắc chắn, ngày trước hắn dùng quá nhiều các chất kích thích và gây nghiện dẫn đến lượng tinh trùng ít và yếu gì. Và từ đợt hắn tới khám tiền hôn nhân, tớ đã bổ sung vào đơn thuốc của hắn một loại thuốc gây ức chế tinh hoàn và làm giảm khả năng vận động của tinh trùng. Mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu được vấn đề chuyên môn, nhưng yên tâm là hắn triệt sản rồi nhá. À mà nhân tiện, vụ này ăn mừng cái nhỉ? Lâu lắm rồi, bọn mình cũng chưa qua quán nầm nhà bà cháy. Đi không? Ra làm vài chén rồi về. Được thôi, cậu dọn đi, tớ đi thay đồ. Nói rồi, Khang thản nhiên bước đi, không thèm nhìn Tú lấy một cái. Mà Tú cũng không lạ gì cái tính cọc cằn này của anh. Vừa lau mặt bếp vừa nói, đổ hách dịch. Sau bữa ăn tối với Tú, Khang cảm thấy hơi say. Mặt anh đỏ bừng, cổ họng có chút khát nước. Trên đường định trở về nhà, chẳng hiểu thế nào lại vô tình quẹo vào đường Đặng Văn Ngữ. Mà khi anh xuống xe rồi mới phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà Hân. Một căn nhà nhỏ đã xuống cấp, lại nằm tận trong ngõ, rất khó tìm. Nhưng trước cửa lại có giàn hoa giấy nở quanh năm. Và nó rực rỡ nhất là vào mùa hạ. Ông Trương từng kể với anh rằng ngày trước ông mua căn nhà này là vì Hân rất thích giàn hoa. Chẳng phải vì đẹp hay là hương thơm mà đơn giản hoa giấy mang ý nghĩa là yên bình và hạnh phúc. Mà có lẽ được ông trời gieo duyên. Khi anh khẽ vươn tay hái một bông, vừa vặn lúc này Hân từ trong nhà bước ra đã thấy cảnh đó. Trên tay cô còn cầm theo một túi xác định đi đổ. Cô khẽ nhớn mày thắc mắc hỏi. Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại hái hoa nhà tôi? Có lẽ vì Kha ngơi say nên khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô liền cảm thấy hơi nóng. Anh cũng chẳng biết anh làm gì nữa. Cũng chẳng biết tại sao anh lại đi xe đến đây. Gương mặt anh khẽ đỏ Đôi tay tự nhiên cầm bông hoa cài lên mái tóc cô, bông hoa màu đỏ càng tôn lên làn da rất trắng. Hân cũng hơi bất ngờ, cử chỉ thân mật này khiến cô cảm thấy có chút xao xuyến, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã quay người lái xe rời đi. Không biết qua bao lâu, trái tim đập rộn ràng của cô mới bình tĩnh trở lại, cầm lấy bông hoa anh vừa cài lên mái tóc, cảm nhận hơi ấm còn sót lại khi tay anh khẽ chạm vào tai cô, mặt cô đỏ bừng. Cả đêm đó cô mất ngủ. Đến cuối tuần, Đưa thường lệ Khang lại qua nhà cô chơi. Trong thấy anh, ông Trương liền khoe ngay chai rượu ba kích ông mới khui, vui vẻ nói. Rượu này bác ngâm được 10 năm rồi, nay đợt mày sang bác mới mở đấy, bổ lắm. Bác còn một chai nữa, nào mày lấy vợ, bác cho. Nói rồi ông khoái chí cười khanh khách. Mà Khang chỉ biết cười trừ, bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy vợ. Là anh đã hại Hương, nếu năm đó anh đủ mạnh mẽ để che chở cho cô thì cô đã không ra đi mãi mãi ở tuổi 18. Mà cháu của anh cũng sẽ chạc tuổi của Bon bây giờ, làm sao anh có thể ích kỷ mà sống hạnh phúc trong khi em gái anh nằm dưới đó lạnh lẽo cơ chứ? Lúc này, Bon từ trong phòng ngủ bước ra, nghe tin anh sang chơi nên cậu bé mừng lắm lại thấy bộ cờ cá ngựa anh mang sang, liền vui sướng nhảy nhót không ngừng, bởi đây là món quà mà lúc trước anh hứa nếu Bon được điểm 10 môn toán thì sẽ mua và chơi nó cùng với Bon. Đến gần trưa, Hân lúc này cũng từ cửa hàng trở về nhà vì biết tay anh sang chơi nên cô đã về sớm hơn mọi ngày một chút. Vừa bước vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi thơm của cá kho riềng, vị cay nồng của hạt tiêu. Thời tiết lạnh thế này, ăn cá kho thì chỉ có hết sảy. Và sẽ càng ngon hơn khi ăn cùng những người mà mình yêu thương Hân nhìn bà Trương bận rộn trong căn bếp Tay bà đảo đều, mùi tỏi phi thơm nức cả mũi Mà ngoài phòng khách, ông Trương cùng với Bon và cả Khang nữa Ba người bọn họ đang ngồi chơi cờ cá ngựa rất vui vẻ Thì ra, khung cảnh giản dị này lại khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đến thế và nếu như mối quan hệ của cô và anh có thể tiến triển thêm một chút thì Bon cũng sẽ luôn nở nụ cười dạng dỡ như vậy đúng không? Sau bữa cơm, Hân nhanh chóng bê mâm bát vào bồn rửa. Khang thấy vậy liền đi theo cô dịu dàng nói để tôi giúp cô. Nói rồi anh liền đưa cho cô một đôi găng tay còn mình thì nhẹ nhàng sắn tay áo. Hân lấy vậy vội ngăn cản anh. Tôi làm một mình được rồi, nước mùa này lạnh lắm. Nhưng anh không trả lời cô, đôi tay rất tự nhiên mà lấy một chút nước rửa bát, rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bồn nước. Hân thấy vậy liền không nói gì nữa, cô quá hiểu tính anh nên cô tráng sạch những chiếc bát mà anh đưa, rồi kiễng chân đặt chúng lên chạn. Do chiều cao của cô thì khiêm tốn, còn chạn bát lại hơi cao, anh liền kéo cô sang trái đổi chỗ với mình. Dòng nước lạnh khiến đôi tay anh đỏ ửng, nhưng chẳng đỏ bằng gò má cô bởi do tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy khiến thân cảm thấy có chút xấu hổ, tim đập mỗi lúc một nhanh, hai má đỏ bừng như trái cà chua đến mùa gặt hái. Không khí mập mờ bao trùm cả phòng bếp, mà lúc này Bon đang tìm Khang để rủ anh chơi cờ. Khi cậu trông thấy anh ở cùng mẹ thì định tiến lại gần nhưng đã bị ông Trương kéo lại khẽ nó nhỏ. Con đi ra đây với ông để cho hai người lớn nói chuyện. Nhưng con muốn chơi với chú Khang cơ, thì con có muốn chú Khang làm bố con không? Dạ có ạ. À thế thì từ nay con chăm gọi chú khang đến nhà mình nhé xong rồi tạo điều kiện cho mẹ con ở riêng với chú ấy rõ chưa đợi chú ấy thành bố của con rồi thì con chơi với chú ấy lúc nào mà chả được bon nghe vậy thì gật đầu lia lịa và theo bà trương lên trên gác dưới nhà lúc này chỉ còn anh và cô không khí im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước sao hôm đó cô không trả lời tin nhắn của tôi vậy như nhớ ra điều gì đó thân khẽ à lên một tiếng rồi lại im lặng cho đến khi chiếc bát cuối cùng được rửa sạch sẽ và đặt lên chạn, Hân liền gọt ít trái cây mang ra phòng khách, thấy anh cũng đã ngồi xuống ghế sofa, cô liền ấp úng hỏi, anh với người đàn ông đó là bạn bè? À? Cô nói, anh Lâm ấy à, người đó là thân chủ của tôi, anh ta cùng vợ ly hôn và có chút tranh chấp về tài sản, nên tôi đã giúp anh ấy lấy lại quyền lợi, ngoài ra tôi không biết gì về anh ta hết. Nghe Khang nói vậy, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ cần nghĩ đến việc anh với lâm là cùng một hội cô liền không muốn dính dáng gì đến anh nữa sau đó cô khẽ nhìn anh nhẹ nhàng nói tôi có một quá khứ rất tệ anh có muốn nghe không tối đó sau khi từ nhà hân trở về anh liền ngồi trước bàn làm việc và nhìn ra hướng cửa sổ ánh đèn đường lấp lánh cùng tiếng xe cộ ồn ào càng làm anh thấy thích ngôi nhà có dàn hoa giấy trước cửa hơn chỉ vừa mới từ đó về thôi mà anh đã thấy nhớ tất cả mọi người ở đó rồi xong anh định châm một điếu thuốc nhưng chợt nhớ ra hân rất ghét điều này nên bàn tay vừa mở hộp bao lại đóng vào và cất vào ngăn tủ anh ngửa người ra sau ghế nghiêm túc nhìn chiếc bảng viết chi chít những kế hoạch của mình đó là khiến lâm phải thân bại danh liệt anh muốn hắn nếm trải những gì mà anh đã phải trải qua một cuộc sống không có nơi để về và không có nổi một người thân bên cạnh. Hiện tại, anh đã có trong tay những bằng chứng về việc tham ô hối lộ của gia đình hắn, nên chuyện khiến hắn ra đường chỉ là sớm hay muộn, nhưng chưa đủ. Anh còn muốn thấy hắn phải chứng kiến cảnh giọt máu duy nhất của mình không còn trên đời này nữa. Nhưng anh không thể làm được, vì đứa trẻ đó là Bon, và Bon cũng là sự sống duy nhất của cô ấy. Gia đình ông bà Trương quá tốt với anh, và họ chỉ là những con người vô tội giữa câu chuyện của anh và Lâm anh không muốn và thực sự không thể làm tổn thương họ suy nghĩ quá nhiều khiến Khang cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi anh nhắm mắt lại đưa tay nhấn mạnh vào thái dương bỗng anh nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ của cô khi anh cài bông hoa giấy lên mái tóc cùng lúc đó trong một quán ba nổi tiếng nhất Hà Thành bên trong nhạc sập sình cùng với những điệu nhảy bốc lửa của các em gái vũ công siêu cuốn hút. Lâm khẽ nhìn xung quanh một lượt như tìm cho mình một con mồi vào tối nay. Và ánh mắt anh ta đã dừng lại trên người một cô gái có cặp bông trái đào cùng với chiếc váy body khoét sâu trước ngực để lộ ra vòng eo con kiến và đôi chân dài thon thả. Lâm bước gần đến chỗ cô gái như một thói quen liền thả thính vài câu, sau đó đưa một tấm thẻ đen ra hiệu với phục vụ rằng mình sẽ thanh toán bà này. Xong xuôi, anh liền dựa đầu vào vai cô gái, khẽ hít mùi hương trên người cô, rồi giả vờ như mình đã say. Vòng tay cô eo cô, dùng lực và ép sát bờ mông căng mọng như trái đào của cô và người mình. Ánh mắt hiện rõ vẻ thèm khát, cùng một nụ cười đều cáng. Lâm liền nói, tối nay tăng ba với anh nhé. Sau cô nói đó, hai người đã dẫn nhau vào nhà nghỉ đối diện, để tăng thêm phần hưng phấn lâm đã uống bổ sung hai viên đá gà nhưng cuộc vui diễn ra lại không được suôn sẻ anh nằm trên giường nhìn cơ thể cô gái đang tắm có lớp cửa kính trong suốt anh khẽ nuốt nước bọt rồi cười một cách đê tiện khi cô gái bước ra họ trao nhau những độ hôn nồng nhiệt mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu hai cơ thể trần như nhộng lăn lộn trên chiếc ga trải giường trắng xóa Bàn tay hư hỏng của anh không ngừng vuốt ve mọi chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô. Cô gái thờ hồn hển trong lúc khoái lạc không nhịn được mà khẽ rên thành tiếng. Nhưng đã 20 phút trôi qua, cả hai mươn trớn nhau thế nào, Lâm cũng không cương lên được. Tức mình, cô gái không một lời, liền đứng dậy mặc quần áo. Trước khi đi, còn nhìn vào chỗ đó của anh, sau đó cười khẩy một cách đầy châm chọc, rồi quay người rời đi. Mà hành động đó đã khiến Lâm vừa xấu hổ vừa nhục nhã, liền ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, rồi hét lên đầy tức giận. Hôm sau, mới sáng sớm, Lâm đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi được làm các thủ tục xét nghiệm, thì anh vào gặp bác sĩ chuyên khoa là tú. Trong khi vừa mở cửa bước vào, anh còn chưa chào hỏi đã ném cả đống thuốc lên bàn, giọng điệu thô lỗ nói: Anh cho tôi biết, tại sao tôi uống thuốc theo đơn của anh mà tình trạng bệnh của tôi lại nặng thêm, là như thế nào hả? Anh cứ bình tĩnh đã để tôi xem kết quả xét nghiệm rồi sẽ giải thích với anh. Nói rồi, Tú liền mở màn hình máy tính, giả vờ xem các chỉ số trong bệnh án, ánh mắt tỏ ra đăm chiêu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng, bồn chồn của Lâm, thì khóe môi lại cười thầm. Sau đó, Tú tỏ ra ngỡ ngàng và nghi hoặc rè ra hỏi, gần đây anh có sử dụng chất kích thích nào không? Lần trước khi anh đến tái khám, tôi đã thấy tình trạng của anh có tiến triển, nhưng kết quả vừa rồi lại cho thấy anh lượng tinh trùng của anh không những suy yếu thêm mà anh còn bị rối loạn cương dương nữa Thì thì tôi có dùng vài viên đá gà Nhưng mà điều đó đâu còn quan trọng Vấn đề bây giờ là anh phải chữa khỏi bệnh cho tôi Anh có hiểu không Tôi xin lỗi Nhưng mà với tình hình sức khỏe hiện tại Thì anh chỉ có 2% cơ hội khỏi bệnh Anh không những không thể cương dương theo ý muốn Mà anh còn mất đi khả năng sinh con Chúng tôi rất lấy làm tiếc Và mong anh có thể vượt qua được giai đoạn này Lâm như không tin vào những gì mình vừa nghe được Anh tức giận ném tất cả vật dụng y tế trên bàn xuống đất sau đó túm lấy cổ áo của Tú và buông những lời mắng chửi thậm tệ. Mãi đến khi, bảo vệ chạy đến giữ chặt lấy hai tay anh và cưỡng chế đưa ra khỏi bệnh viện thì anh mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Từ lúc này đã giữa trưa, tuy vẫn lạnh nhưng đã có những tia nắng vàng ấm áp chiếu lên con đường tấp nập người qua lại. Lâm chán nản, đi lang thang mà không biết bản thân mình muốn đi đâu. Tâm trí anh trống rỗng, ánh mắt thất thần sau đó ném thật mạnh tập bệnh án xuống đường và nhìn những trang giấy nhẹ bẫng rơi chầm chậm theo chiều gió rồi bị dòng người qua lại dẫm đạp trên nền đất lâm tự thấy đáng thương cho chính bản thân mình anh phá lên cười như một gã thần kinh mặc kệ cho mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt thăm dò và xa lánh anh nằm thụp xuống đất giang rộng hai tay hai chân sau đó nhắm mắt lại ngất lịm đi khi lâm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện căn phòng sơn một màu trắng lạnh lẽo, nồng nặc mùi cờ lo. Bà bác giúp việc lúc này cũng vừa đi mua cơm trở về, thấy anh đã tỉnh liền quan tâm hỏi. Ôi trời cái thằng này, cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm bác lo muốn chết, dạo này áp lực công việc lắm hả con? Bác sĩ vừa bảo do con bị khủng hoảng tinh thần nên bị ngất, may mà có người đi đường giúp đỡ, chứ không thời tiết lạnh như vậy, con mà cảm lạnh như trời. Con không sao đâu, bác đừng nói gì với bố mẹ con nhé. À, mà sáng nay họ đi công tác trong Sài Gòn rồi. Mà khi lần này lại chuyển vào hẳn trong đó đấy. Ngày trước ở quê thì chuyển lên Hà Nội. Giờ Hà Nội được có vài năm. Thế lại muốn chuyển vào Sài Gòn. Thế bảo mẹ con làm mối cho con cô nào ở trong đấy. Ngoan, xinh, hiền lành. Trông cái mông cũng mắn đẻ. Chứ không như cái cô vợ cũ. Chắc là bà ấy bắt đầu thèm cháu rồi đấy. Nghe tới hai chữ thèm cháu. Là Lâm lại cảm thấy lòng mình khó chịu. Liền lấy cớ để được ở một mình nghỉ ngơi. Để nói. Bác đi mua hộ cháu bào thuốc với Hả? Đang ốm thế này mà còn hút mấy cái đồ vô bổ ấy làm gì Vậy bác đi mua cho cháu khói bánh gói kẹo gì cũng được Ờ Thế từ bé tới giờ có bao giờ bác thêm cho Ăn cái mấy đồ đó đâu Bác cứ đi đi Cháu muốn yên tĩnh một lát à, Ừ vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé, Bác đi một lát rồi chốc bác về Sau khi bác giúp việc rời đi Lâm liền đưa tay Lau những giọt nước mắt hối hận Thì ra Luật nhân quả ở đời có thể tới chậm nhưng chắc chắn sẽ tới. Lâm nhớ lại những năm tháng của tuổi trẻ, bản thân anh không thể đếm nổi mình đã trêu đùa tình cảm của bao nhiêu người con gái. Thậm chí sau khi khiến họ tổn thương, anh chẳng còn nhớ nổi tên họ là gì, chỉ có Hân là cô gái, anh còn có chút ấn tượng. Bởi thời gian tán tỉnh cô diễn ra khá lâu, anh còn cố tình đúc học 2 năm để để học chung với cô một lớp. Hân lại là con gái nhà lành, học giỏi, sau khi chia tay cũng rất ngạo nghễ, không một lời níu kéo, cũng không một lời oán hận. Lâm nhớ năm đó, cô nói với anh là cô đã có thai, nếu lúc đó anh không cư xử như một thằng tồi vô trách nhiệm, thì có lẽ giờ này họ đã là một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, chỉ khi mất đi, người ta mới trân trọng những gì mình đã từng có. Lâm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ càng khiến anh thêm buồn, giá mà thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ để mất Hân thêm một lần nào nữa. Còn Hân, cô không trách, cũng không còn nghĩ về Lâm. Thời gian trôi qua lâu rồi, ai cũng đã có một cuộc sống riêng và hạnh phúc riêng của mình, nhất là ngay lúc này đây, Hân lấy ra trong ngăn kéo một cuốn sổ, bên trong kẹp một bông hoa giấy màu đỏ đã được ép chặt và hút ẩm thành một bông hoa khô cô nhìn đến nỗi ngây ngốc miệng không biết đã mỉm cười từ lúc nào khuôn mặt lộ rõ nét xinh đẹp của một cô gái đang yêu bông hoa là ngày ấy khang cài lên mái tóc cô vì lưu luyến cảm giác đó nên cô chẳng nỡ bỏ mỗi ngày đều đem nó ra ngắm nhìn một chút cũng vì thế mà giấc ngủ cảm thấy ngon hơn Sáng hôm sau, Bon đã theo Hân ra cửa hàng từ rất sớm. Bình thường vào chủ nhật, cậu bé sẽ được ngủ nướng. Nhưng hôm nay, ông bà Trương có việc ở quê nên nhà không có ai trông. Trong lúc cô làm bánh ngọt, thì Bon ngồi chơi ô tô trên ghế sofa. Thi thoảng, cậu lại sốt ruột và hỏi, mẹ ơi, mấy giờ thì mình về vậy ạ? À? Mới có hơn 10 giờ thôi con, có gì tầm chiều mẹ con mình về? Ờ, thế chưa mình không về nấu cơm đợi chú Khang qua hả mẹ? Chắc này chú ấy không sang đâu con ạ. À. Nói rồi, Hân thấy nét mặt Bon khá buồn khi cậu bé định hỏi cô lý do thì chuông điện thoại bỗng kêu lên trùng hợp là vừa nhắc đến khang thì anh đã gọi đến alo tôi nghe cô đang ở đâu thế tôi qua nhà cô nhưng lại không thấy có ai ở nhà à tôi với bon đang ở cửa hàng nay bố mẹ tôi về quê có chút việc đột xuất tôi tưởng họ đã nói cho anh biết rồi nên không nhắn tin báo anh nữa hân nói xong đợi hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời liền sốt ruột hỏi anh còn nghe máy không tôi còn à vậy không còn gì tôi cúp máy nhé hoàn đã Ừm, thì tôi quý hai bác là thật. Nhưng từ trước tới nay tôi qua nhà chủ yếu là muốn nhìn thấy cô. Nghe vậy, trái tim hân bỗng đập thình thịch. Còn chưa biết phải trả lời anh như thế nào, liền nghe anh nói tiếp. Cô với Bon thích ăn gì, tôi mua rồi qua cửa hàng ăn cùng hai mẹ con nhé. Giọng anh rất trầm lạnh nhỏ, đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ cô thấy anh nói nhỏ như thế. Hân đã nghĩ rằng có thể do cô mới nghe thấy tiếng trái tim mình đang thổn thức nên chẳng nghe rõ những lời nói trong điện thoại. Nhưng cô không hề biết rằng ở đầu dây bên kia cũng có người đang ngựa ngùng đỏ mặt tía tai. Bởi vì dù đã gần tuổi 30 nhưng đây là lần đầu tiên anh xung động trước một người con gái. Trước đó ba người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, khung cảnh hiện lên như một bức tranh. Anh chăm sóc và xé gà cho Bon còn Hân thì giúp anh sắn tay áo nhưng lúc này sự xuất hiện của lâm đã khiến cô trở nên hốt hoảng bởi vì cô rất sợ một ngày nào đó bon phát hiện ra chuyện năm đó bé bị cha rời bỏ và sợ rằng bé sẽ tổn thương vì câu chuyện sai lầm của người lớn khi lâm mở cửa bước vào anh chỉ muốn mua một chiếc bánh nhỏ nhưng không ngờ lại gặp hân ở đây càng bất ngờ hơn khi anh thấy cậu nhóc ngồi cạnh cô giống hệt mình lúc nhỏ và hành động cô lấy thân mình che đi cậu nhóc để tránh tầm nhìn của anh càng khiến anh có cảm giác những gì mình đang nghĩ là đúng lâm tiến lại gần và hỏi đứa bé này là không liên quan gì đến anh cô hét lớn sau đó ôm lấy chặt lấy bon cả người cô run rẩy Ghi chặt đầu bé vào lòng mình như không muốn để lâm nhìn thấy gương mặt của cậu bé mà bon thấy hân phản ứng mất bình tĩnh như vậy thì cũng trở nên lo lắng nhỏ giọng hỏi Mẹ ơi, con sợ. Hàng thấy vậy liền chào hỏi Lâm vài câu, sau đó đổi chủ đề. Chúng tôi đang ăn cơm, nên không tiện mở cửa hàng, khiến anh lúc khác quay lại sau nhé. Nhưng Lâm dường như không để tâm. Với một người bị bệnh như anh, nay xuất hiện một tia hy vọng về mái ấm gia đình hoàn chỉnh. Không đời nào anh lại để tuột mất cơ hội đó. Anh nhìn cô Bon thắm thiết, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt tiêu tụy vì mấy hôm nay mất ngủ, khẽ hỏi. Cháu bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đến lúc này, Hân không thể nhịn nổi nữa. Cô bật dậy, hất cốc nước vào mặt anh. Sau đó lạnh lùng, nói ra hai chữ, cút đi. Lâm giận dữ nhìn cô. Những giọt nước rơi xuống từ mái tóc thấm cả vào vạt áo. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm đã kìm được cảm giác nóng nảy bởi anh không định từ bỏ. Muốn nắm lấy tay Hân để xin lỗi cô và mong muốn được nghe sự thật. Nhưng Khang đứng bên cạnh đã không cho anh làm điều đó khang dùng sức giữ chặt lấy vai lâm nói mời anh đi cho tôi cảm thấy không vui vì anh đang làm cho vợ con tôi khó chịu đấy lâm bật cười vợ con anh <laughs> nực cười một người độc thân mà tự dưng lại xuất hiện vợ và con lớn từng này à là vợ sắp cưới câu nói của khang khiến lâm không thể phản bác thêm được điều gì nữa anh tức tối bỏ đi nhưng sau khi ra đến cửa liền gọi cho trợ lý lén điều tra cuộc sống mấy năm nay của hân và người đàn ông tên khang còn hân cô ngồi ngây ra đó món ăn trên bàn vừa nãy còn thấy rất ngon giờ chẳng còn cảm nhận được hương vị nữa nhớ lại thái độ lúc nãy của lâm cô sợ rằng một ngày nào đó nếu anh ta phát hiện ra bon là máu mủ của mình thì sẽ cướp bon ra khỏi tay cô nghĩ vậy thôi đã khiến cô cảm thấy không thể thở nổi rồi như hiểu được tâm tình của hân khang liền gắp cho cô một miếng thịt gà rồi dịu dàng nói đừng lo tôi là luật sư mà tôi sẽ không để hai mẹ con em phải xa nhau đâu bon nghe vậy liền thắc mắc hỏi ơ ờ, mẹ định đi đâu hả mẹ hân khẽ lắc đầu âu yếm nhìn đứa con nhỏ mẹ không đâu cả nếu mẹ có đi nhất định sẽ đưa con đi cùng vài ngày sau đó lâm đã điều tra ra tất cả liền ngay lập tức đến trước cửa nhà hân còn năm đó cô đã giấu kín chuyện về anh nên ông bà trương không biết mặt và đã mở cửa cho anh vào nhà trước khi đi qua đây anh cô mua ít nước sâm tổ yến hoa quả nhập khẩu để làm quà ông chuyên nhìn cả đống đồ trên bàn liền đoán được tâm tư tình cảm của anh mà khi anh thấy bon đang ngồi chơi robot liền không nhịn được mà xin phép ông qua chơi với cậu bé sau đó lấy ra bộ ghép hình mà mình vừa mới mua xúc động nói chào bon đúng là lâm Hôm trước có gặp cháu ở tiệm bánh, nhưng mà hôm đó chú đã khiến hai mẹ con không vui, nên hôm nay chú mang quà sang cho cháu này, cháu có thích không? Bon nhìn bộ ghép hình, mà mắt sáng rỡ. Đây là phiên bản mới nhất và đắt nhất của Harry Potter. Nhưng nhớ lời mẹ dặn là không được tiếp xúc gần với Lâm, nên cậu bé đã lắc đầu và khoe ra chiếc robot trên tay. Bé vui vẻ nói, "Cháu cảm ơn ạ, nhưng chú Khang đã mua đồ chơi cho cháu rồi ạ." À? Nói rồi, Bon liền ngồi vào lòng ông Trương, ông thấy vậy liền bảo con cứ nhận cho chú Lâm vui, nhưng mẹ không thích chú Lâm không ạ? Hả? À, ai bảo cháu thế? Chú Lâm là bạn. Lời ông còn chưa xứt, đã bị tiếng hét của Hân làm cho giật mình. Ai cho anh vào nhà tôi? Cút, cút ngay. Nói rồi, cô liền bảo ông Trương đưa Bon lên gác, dặn ông hãy mở nhạc thật to, để Bon không phải nghe thấy những điều không hay. Và dù có xảy ra chuyện gì, thì hai ông cháu cũng không được xuống dưới nhà. Mọi chuyện ở đây cô có thể xử lý được ông trương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất tôn trọng quyền riêng tư của con gái liền đưa bon lên phòng lâm thấy vậy liền cầm bộ xếp hình muốn đưa cho bon nhưng đã bị hân cầm lấy và ném mạnh xuống đất sau đó dùng hết sức đẩy anh ra khỏi nhà lâm không muốn làm cô đau nhưng cũng không thể để cô mặc đuổi mình như vậy bèn túm chặt lấy tay cô nói cho dù em có là ai đi chăng nữa thì đã không có tư cách cấm anh đến đây để gặp con nó có quyền được biết bố nó là ai và được sống cho tình yêu thương của bố cầm miệng anh còn dám nhắc đến hai chữ tư cách với tôi à cái tư cách của anh đã bị chó gặm cách đây 6 năm rồi vào cái ngày mà một thằng khốn như anh đã chối bỏ bon bằng những lời cay nghiệt đấy giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa mời anh ra khỏi nhà tôi hân anh biết sai rồi hãy cho anh một cơ hội sửa sai cũng như cho con chúng mình một gia đình hoàn chỉnh được không em anh xin em đấy quá muộn rồi tôi không còn yêu anh nữa và con nó càng không bao giờ muốn gặp anh xin anh hãy quay về và buông tha cho mẹ con tôi được yên <laughs> Vì thằng khốn đó đúng không Vì nó nên cô chia cắt cha con chúng tôi đúng không Anh nói có biết suy nghĩ không Anh có thấy xấu hổ với những câu nói đổi trắng thay đen đó không Cho dù sau này tôi có yêu ai cũng chả liên quan gì đến anh cả Mời anh về ừ. Em tưởng rằng em tìm được mối khác ngon hơn tôi Là em có thể cư xử như vậy à Em lầm rồi Thằng đó nó nói yêu em Chỉ là để lợi dụng em trả thù tôi mà thôi Thân không tin vào tai mình, liền hỏi lại, sao cơ, anh nói như vậy là có ý gì, tối hôm sau khi khang nhận được cuộc điện thoại của lâm liền vội vã chạy tới bãi đất trống sau nhà máy nước ở gần ngoại ô khi anh tới nơi liền thấy tú bị trói chặt trên chiếc ghế bị đánh nít bầm dập hai mắt sưng vù mày đến cũng nhanh đấy nghe tiếng lâm ở phía sau khang liền ngoảnh lại nhìn Trong thấy hắn cùng với mấy tên xã hội đen người xăm trổ tên cay cầm gậy sắt khang liền bật cười mỉa mai nói mày gọi tao ra đây để hù dọa đấy à có cái gì mới mẻ hơn không? Chứ một thằng 12 tuổi đã tự sinh tự diệt như tao, thì vài cái trò mèo này đâu có thấm gì. <laughs> ok, mày muốn mới mẻ chứ gì? Nói rồi, Lâm liền hất tay, tỏ ý bảo bọn đàn em lui xuống, sau đó chỉ tay phía Tú, nói, mày và thằng bạn của mày lên kế hoạch hại đời tao đúng không? Mày nói đi, mục đích của mày là gì? Đơn giản, là tao muốn mày phải sống cả đời trong đau khổ, vậy thôi. Lâm tức giận, tay hắn túm lấy cổ áo anh, sau đó hắn hét lên. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Tao với mày vốn đâu có thủ án gì? <laughs> mày chắc chưa? Tao cho mày suy nghĩ lại lần cuối. Tao không hề quen biết loại sâu bọ như mày. Lâm vừa dứt lời, liền bị Khang trong một nắm đấm vào bụng, lực tay anh rất mạnh, khiến Lâm khụy xuống đất và kêu lên đau đớn. Cho dù mày có biến thành cho bụi, thì tao vẫn nhận ra được mày, mà mày lại nói mày không biết tao là thằng chó. Rốt cuộc mày là ai? Mày quên rồi à? Mày quên cái ngày vừa mưa vừa gió, vừa rét buốt thấu xương, trong khi mày áo ấm đẹp êm thì tao với cái hương đứng đợi mày ở trước cổng nhà thì đấu suốt 4 tiếng đồng hồ. Cái ngày mà mày nhất quyết không nhận đứa bé trong bụng nó đấy, mày có biết vì phá bỏ cái thai mà nó đã đã giọng khạc nghẹn lại, anh nắm chặt hai tay, cố gắng giữ cho bản thân mình không được mất bình tĩnh mà bật khóc thành tiếng. Mà dường như lúc này, Lâm cũng nhớ ra, đó là vào ngày cuối đông, Hương cùng anh trai của cô ấy đã đến gặp mình và nói về chuyện của đứa nhỏ. Nhưng anh của lúc đó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình lại một lần từ chối máu mủ của mình. Lâm lúc này cũng đã vô cùng hối hận, ngập ngừng nói. Tôi biết là tôi đã gây ra nhiều sai trái, nhưng tôi đã phải trả giá cho hành động của mình bằng việc cả đời này không thể làm cha được nữa. Nhưng Hân thì sao? Cô ấy đâu có tội lỗi gì với anh? Tại sao anh lại tiếp cận cô ấy? Chẳng nhẽ mọi chuyện như vậy còn chưa đủ Anh còn muốn hại cái đứa con duy nhất của tôi là Bon có phải không Tao Tao Hàng không thể phủ nhận câu nói đó Bởi lúc đầu anh tiếp cận Hân đúng thật là có mục đích với bé Bon Nhưng anh đã từ bỏ ý nghĩ đó Khi cảm nhận được tình yêu thương mà ông bà Trương Cả Hân và Bon dành cho mình Và anh rất trân trọng điều đó Cho dù chỉ là gặp nhau vào một ngày cuối tuần thôi Anh cũng đã thấy rất vui rồi vì vậy anh đã dừng lại việc trả thù và mong rằng bí mật đó sẽ chẳng ai biết đến. Nhưng khi thấy Hân bước ra từ sau gốc cây gần đó, anh đã biết cuối cùng mong muốn của mình không trở thành hiện thực. Mà Lâm lúc này khẽ nở nụ cười của kẻ chiến thắng, vui vẻ nói, giờ thì em đã tin anh rồi chứ. Hân lạnh lùng nhìn Lâm, rất lâu sau cô mới ổn định lại được tâm trạng của mình thản nhiên nói, tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Sau này anh đừng bao giờ tới làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa Nói rồi cô nắm lấy tay Khang rời đi Khang cảm thấy có chút bất ngờ Và Lâm cũng vậy Lâm liền giữ tay cô lại và nói Em có hiểu chuyện gì đang xảy ra không Ngay từ đầu hắn ta đã lừa dối em Và chỉ muốn lợi dụng em đó Em có hiểu không Vậy còn anh thì sao Anh cũng đâu có tử tế gì mà phán xét người khác anh gọi tôi ra đây là để thấy tôi bẽ mặt đúng không là để cười vào mặt tôi vì sau khi chia tay một kẻ cặn bã là anh thì ngay bây giờ ngay lúc này rốt cuộc tôi lại động lòng với một gã tồi tệ khác không ý anh không phải vậy anh chỉ muốn cho em thấy bộ mặt thật của hắn ta mà thôi sao cũng được ít ra anh ta lợi dụng tôi là vì trả thù cho em gái còn anh thì tổn thương người khác về quyền lợi của chính mình anh thử nghĩ mà xem Nếu như anh vẫn là một người đàn ông bình thường Chắc gì ngày hôm nay đã ở đây cầu xin tôi tha thứ Anh Lâm tôi xin anh đấy Buông tha cho mẹ con tôi đi Bòn chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nếu nghĩ rằng Cha ruột của nó không còn trên đời Hơn là việc bản thân bị chối bỏ Nên anh để tôi đi nhá Coi như đây là việc làm duy nhất mà anh có thể dành cho con Câu nói của Hân Khiến Lâm như chết lặng Đôi tay tăng nắm lấy cổ tay cô Liền buông xuống Cô bảo rằng buông tay cô ra thì cô sẽ hạnh phúc à nhưng mà lâm nhớ lúc nhỏ mỗi lần anh ngỏ ý muốn được ngủ cùng bố mẹ nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu nói con phải biết sống tự lập hay lúc anh muốn cùng bố mẹ đi chơi công viên như những đứa trẻ khác thì bố lại thản nhiên nói với anh rằng bố phải đi kiếm tiền chỉ có tiền mới đem lại cho con người hạnh phúc hay sao anh có rất nhiều tiền mà tại sao hân lại không chọn anh cơ chứ Nhìn bóng lưng hân và khang rời đi Lâm liền ôm bụng cười ra nước mắt mỉa mai nói <laughs> Một kẻ không được yêu thương Đúng cách Làm sao có thể trao đi yêu thương được Mày sai rồi Sai thật rồi Nói rồi Lâm liền ra hiệu cho bọn đàn em thả tố ra Sau đó anh lững thững một mình đi trên con đường thanh vắng. Còn bên này, Khang đã đưa Hân về đến nhà. Khi cô bước xuống xe, anh đã không nhịn được nắm lấy tay cô. Suốt cả dọc đường, cả hai đã im lặng đủ rồi. Anh không thể để câu chuyện kết thúc như thế này được. Liền nhỏ giọng nói. Có thể nghe anh giải thích được không? Hân không quay đầu lại. Sợ rằng khi thấy anh, lại rung động rồi đau khổ thêm một lần nữa. Cô không còn là một cô gái 17, 18 Chỉ biết tin vào tình yêu Cũng không còn trẻ để chạy hết mình về tình yêu nữa Cái cô cần chỉ đơn giản Là một ngôi nhà bình yên sau cánh cửa nhưng rồi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra Sau nhiều năm như vậy Rốt cuộc vẫn là yêu sai người Hân khẽ hít sâu một hơi Nhẹ nhàng nói Không cần đâu Tôi hiểu mà Anh về nhà đi Mai còn phải đi làm sớm Em nghĩ tôi có thể ngủ không Trong khi cứ nghĩ về em như thế này Anh trả thù thành công rồi mà Không cần phải diễn nữa đâu Tôi rất mệt Không muốn dính líu vào câu chuyện của các người nữa Nên làm ơn để tôi yên Tôi cần thời gian để suy nghĩ Tôi xin anh đấy Nghe những lời nói đó Tim anh như thắt lại Đau đớn đến nghẹt thở Thà là khi cô biết chuyện Cô mắng anh, đánh anh Nhưng cô lại không làm vậy Cứ thế mà bênh vực anh trước mặt người khác Cứ thế mà im lặng chịu đựng nỗi đau này một mình Cảm giác này rất tệ Nó khiến anh cảm thấy sợ hãi Sợ rằng chỉ cần anh buông tay cô ra ngay lúc này thì vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại. Đừng hân nói đúng, anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Anh khẽ buông tay cô ra, sau đó đau đớn nhìn cô từng bước, từng bước đi vào nhà. Khi cánh cửa khép lại, trái tim anh cũng tan nát. Đêm đó, gió thổi mạnh, cuốn theo cây cối nghiêng ngả, mưa rơi từng hạt từng hạt xuống hiên nhà, sau đó ào ào như chút nước. Hân mở rèm cửa, lặng nhìn những hạt mưa trong suốt. Không biết liệu rằng trên đường trở về, anh có bị ướt không? Nhưng Hân không biết rằng, đêm đó, Khang không về. Anh ngồi trước cửa nhà cô, dưới sàn hoa giấy đỏ, bị mưa lớn làm dập nát. Sáng sớm hôm sau, trời tuy đã tạnh, nhưng trước sân nhà nhiều chỗ trũng vẫn còn đọng nước chưa khô, trên tán lá cũng ướt đẫm những hạt mưa còn sót lại. Bà Trương liền đem quần áo ra phơi, sau đó cầm chổi quét gọn những chiếc lá rụng đêm qua vào một góc. Lúc bà ra mở cửa thì ngỡ ngàng khi thấy Khang ngã ra nền đất, cho dù gọi thế nào cũng không thấy anh đáp lời, liền hốt hoảng nói lớn: "Ôi ông ơi, ông ơi, ông ơi!" Có chuyện gì mà sáng sớm bà đã hét ầm ĩ lên vậy? Ông ra giúp tôi với, không hiểu sao thằng Khang đêm qua lại ngủ trước cửa nhà mình, người nó nóng lắm, quần áo lại ướt cả, khéo lại bị cả mất rồi. Thế là hôm đó, cả nhà ông Trương được phen hết vía, không hiểu Khang nghĩ gì mà ngồi đó cả đêm, bị ngấm nước mưa. Sốt liền 40 độ, mà trong cơn mưa màng anh nghe thấy tiếng ông trương mắng mình không biết tự lo cho sức khỏe của bản thân bà trương để sốt sáng ra chợ mua con chim bồ câu về hầm cháo với hạt sen còn cu bon vừa mếu máu, vừa đòi ông trương đưa anh cấp cứu không nhiễm bệnh chuyển nặng và bàn tay mềm mại của ai đó liên tục dùng khăn ấm trường cho anh đến khi hết sốt khi anh tỉnh lại trời cũng đã gần tối mà mọi người vì lo lắng cho anh nên dù căn phòng có chật trội nhưng anh cũng muốn đi vào xem anh đã đỡ chưa nhất là ông trương ông vừa mắng anh vừa rơi nước mắt nếu nhà cửa bị sao hay là quên chìa khóa thì phải gọi cho bác hay cái hân chứ ai lại ở ngoài cả đêm như thời tiết mưa gió thế bao giờ mày là mày cứ cậy thanh niên có sức khỏe cứ nhỡ mày xảy ra chuyện gì thì sao có biết lúc thấy mày ngã ra đó vợ chồng bác lo lắng cỡ nào không ông ông cứ mắng chú hoài thấy anh bị mắng bon liền đứng ra bênh vực mà anh thấy thế thì liền nháy mắt với bon xong sau đó gãi đầu nói nhỏ cháu xin lỗi bác là cháu suy nghĩ không thấu đáo để cả nhà phải lo lắng rồi thôi thôi cái ông này thằng bé nó mới tỉnh dậy để cho nó nghỉ ngơi nào nào mọi người tránh ra để thằng bé ăn rồi còn uống thuốc vừa nói bà phải cầm bát cháo chim nóng hổi đưa cho hân cô ngạc nhiên ơ ờ, sao mẹ lại đưa con ơ ờ, à cái gì thằng bé cả ngày chưa có gì vào bụng tay chân run rẩy thế kia làm sao mà tự đút được người ta vì con nên mới ốm phải chăm sóc người ta cho chu đáo chứ nói rồi bà trương khẽ cười cười sau đó liền kéo ông trương cùng bon ra ngoài phòng khách mà hân nghe vậy thì xấu hổ không biết phải làm sao tay chân vừa luống cuống vừa nói ơ okay, kìa mẹ mẹ nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị bà trương khép lại trong căn phòng lúc này chỉ còn hai người mà thấy vẻ mặt lúng túng của cô khang liền nói em đưa đây cho tôi lát ăn xong tôi sẽ về anh thấy khỏe hơn thì về không thể ở lại đến mai. Một thân một mình đêm hôm nhỡ làm sao thì ai biết đường mà qua giúp. Nói rồi, cô liền đưa bát cháo cho anh. Khi tay hai người vô tình chạm vào nhau, cả người hân như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, liền vội vàng rút tay về, sau đó ngồi quay lưng lại phía anh, cố che đi gương mặt đã đỏ ửng. Anh nghe vậy, liền nói, có sao đâu, trước này tôi vẫn sống vậy mà. Ngoài quen biết gia đình em mà tú ra, tôi làm gì còn người thân nào nữa Bởi bố mẹ tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi Nên khi họ mất tôi cũng không còn họ hàng Tôi với Hương sống nương tựa vào nhau Nhờ tiền trợ cấp hộ nghèo của khu phố Mà số tiền thì ít ỏi Chỉ đủ cơm cháo mỗi ngày Nên tôi và Hương một trong hai đứa phải bỏ học Sau này tôi có học liên thông Như năm đó vì muốn Hương được bằng bạn bằng mẹ Nên tôi đưa làm để kiếm tiền cho nó ăn học Thì tiếc là nó dại dột Mà tôi của năm đó thì Thằng lại tự trách mình như thế dù đúng hay sai thì sự lựa chọn đó của anh cũng chỉ xuất phát từ việc lo cho em gái mà thôi. Anh có thể không phải là người tốt trong mắt người khác, nhưng mà chắc chắn sẽ mãi là người anh trai tuyệt vời trong mắt cô ấy, nên anh hãy quên đi tất cả mọi chuyện buồn mà sống tiếp, vì tôi tin rằng ở một thế giới khác, cô ấy cũng mong cho anh được sống vui vẻ mỗi ngày. Vậy, em nói tôi nghe. Cuộc sống của tôi có em không? Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hân hít sâu một hơi, cảm giác bị lừa dối tình cảm từ mối tình đầu khiến cô lúc nào cũng sống trong nghi hoặc. Hơn nữa, cô đã có một đứa con, còn anh thì vẫn còn là một chàng trai độc thân và tài giỏi. Hơn nữa, so với việc bị anh coi là công cụ để trả thù, thì cảm giác anh cho cô hy vọng về một gia đình hạnh phúc, xong sau đó lại rời đi, càng làm cô đấy đau khổ hơn. Chỉ nghĩ thế thôi, cô đã thấy tuyệt vọng rồi. Mãi suy nghĩ Cô không biết anh đã đặt bát cháo lên bàn và ngồi sát cạnh mình từ bao giờ. Khi anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đầu óc cô trở lên trống rỗng, tim đập loạn nhịp, tay chân trở lên luống cuống, lắp bắp nói. Anh, anh, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau. Xin lỗi em. Gì, gì cơ? Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Cũng xin lỗi vì đã yêu em. Tôi chẳng biết tôi bắt đầu yêu em từ lúc nào, bởi từ trước đến nay tôi chưa từng để ý đến một cô gái nào nhiều như vậy hết cuộc sống của tôi chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù nhưng khi quen em được gia đình em yêu quý tôi đã không còn suy nghĩ như vậy nữa tôi mơ về em mỗi ngày mơ về một cuộc sống của em ở bên nên tôi đã rất lo lắng khi em biết mọi chuyện và tối qua khi em quay bước đi tôi như không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì nữa hân cho tôi một cơ hội được không chỉ cần nghĩ tương lai sau này không có em là tôi đã thực sự nói đến đây nước mắt anh đã trực trào anh dựa cằm vào vai cô, vòng tay siết qua chiếc eo thật mạnh, cái ôm khiến cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại không có cảm giác ghét bỏ một chút nào. Tuy cô không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô đã nắm lấy tay anh. Sau đó, cô quay người lại, ôm anh thật chặt. Cái ôm cô khao khát đã lâu, về một người đàn ông nguyện vì cô mà sẵn sàng che chở. Những cái ôm này đối với Khang thì chưa đủ, anh đè cô xuống đệm, sau đó ôm cô thật sâu. Không biết qua bao lâu, đến khi cảm thấy hô hấp của cô trở nên nặng nề, anh tiếc nuối buông cô ra một chút. Hân khẽ xấu hổ, gương mặt cô đỏ bừng, liền rụi đầu vào ngực anh. Nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa, một tay khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của mình. Tay còn lại, liền mở nút thắt áo sơ mi của cô, dịu dàng nói, cho anh nhé. Giọng anh hơi khàn, lại có chút khẩn trương. Hân xấu hổ nhìn sang hướng khác, nhưng lại bị Khang ép nhìn vào mắt mình, đôi mắt anh như có lửa tình, khao khát được chạm vào cô. Sau đó, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi đến tai, đến cổ, đến ngực, cho đến khi cả cơ thể cô toàn là dấu tích của vết hôn, anh mới từ từ chạm vào nơi sâu thẳm nhất. Nửa đêm, Hân chợt tỉnh vì cả cơ thể đau nhức, tối qua anh cứ như một con hổ đói mà quấn lấy cô hết lần này đến lần khác thân có chút xấu hổ nhưng lại bị nghiện hơi ấm trên người anh, liền giang rộng tay muốn ôm anh một chút. Nhưng phần đệm bên cạnh lại trở nên cứng ngắc, không sót lại một chút hơi ấm nào. Cô giật mình mở mắt, trước mặt đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cảm giác hụt hẫng khiến đầu óc cô trở nên nặng nề, suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng lúc này, có một vòng tay ôm lấy cô, sau đó vén những lọn tóc của cô sang một bên, rồi sửa đầu vào chiếc vai nhỏ mảnh khảnh, khàn giọng nói. Xem dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng mà. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, cùng với giọng nói quen thuộc, hân bất giác thở phào nhẹ nhõm, nói, em chờ tỉnh thôi, xong lại không thấy anh đâu. Giọng cô buồn bã, nói rất nhỏ, mang hiểu cô đang lo lắng điều gì, liền bút mạnh chiếc cổ vẫn còn vết đỏ sau dư âm tối qua, rồi vòng tay ôm siết lấy cô thật mạnh như thể muốn hòa hợp với cô một lần nữa anh khẽ hít sâu một hơi giọng nói có chút run rẩy hân chúng ta kết hôn đi sao sao à? ạ anh nói chúng mình kết hôn đi anh muốn được chăm sóc cho em và con một cách hợp pháp hân khẽ cười sao nghe như đang ở tòa vậy ạ à? với cả em thấy hơi gấp chúng ta chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ thôi mà nghe vậy khang liền xoay người cô lại Bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, hờn dỗi nói: "Em phải chịu trách nhiệm với tôi về hành vi tối qua của mình." Cô khẽ phì cười, bởi hành động trẻ con của anh vui vẻ nói: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn quá sớm để chúng ta có thể hiểu hết về nhau đấy." Khang liền kéo cô nằm xuống giường, nằm phía trên cô, sau đó khẽ cắn lấy đôi môi còn sưng đỏ, nụ hôn như câu trả lời của anh dành cho cô, rất cuồng nhiệt, vô cùng nóng bỏng và kết thúc nó bằng một cái mút thật mạnh ở cổ. Sau đó lại một lần nữa nói với giọng khẳng định Mình có hôn nhá Anh đã sẵn sàng giải thích với bố mẹ em Về những vết đỏ trên cổ này rồi Mặt thân bỗng chốc đỏ bừng Cô ném chiếc cối với người anh Vừa giận vừa yêu nói Đồ lưu manh Từ đó đến lúc cho đến sáng Cả hai đều không ngủ được nữa, hạnh phúc đến quá bất ngờ và họ kể cho nhau nghe thêm về quá khứ rồi cùng chia sẻ những ước muốn trong tương lai. Tương lai của anh sẽ có cô và cô cũng mong muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Thanh xuân của anh thiếu mất đi tình thương gia đình, còn cô thì trải qua mối tình đầu đầy sóng gió. Quá khứ của hai người đã chịu đủ những tổn thương, mà tổn thương ấy sẽ khiến họ càng hiểu và trân trọng đoạn tình cảm đang có ở hiện tại. 3 tháng sau Hân nhìn cô gái trong gương với nụ cười rạng rỡ, mắt to, môi đỏ, má hồng, đang làm nổi bật chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ và lấp lánh, nhưng rất hiện đại bởi chất liệu vải trơn, bó eo và xòe rộng ở phần thân váy. Hân khẽ bấu chặt hai tay mình vào nhau, cảm giác đau đớn truyền đến, khiến cô cười ngây ngốc. Vậy là mọi thứ đang diễn ra không phải là mơ, mọi khổ đau đều đã trôi qua thật rồi, và hạnh phúc thì sẽ đến với tất cả những ai xứng đáng được nhận nó khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc anh trao chiếc nhẫn cưới cho cô trên lễ đường như một minh chứng của tình yêu, cô đã vỡ hòa với hạnh phúc. Dưới ánh đèn lung linh, bon mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ gắn ở cổ, Khang và Hân, hai người đứng hai bên, họ cùng nắm lấy tay bon, một nhà ba người cùng nhau cắt bánh. Mà dưới khán đài, lúc này, ông bà Trương đã rơm sớm khóc vì cuối cùng cũng đợi được ngày con gái mình có một mái ấm trọn vẹn vợ chồng Tú cũng mừng cho Khang đã buông bỏ được hận thù và sống một cuộc sống mới. Chỉ là ở phía xa xa, Hân khẽ thấy bóng dáng ai đó giống như Lâm. Anh núp sau cánh cửa, sau khi thấy ánh mắt cô nhìn về phía này, thì lặng lặng quay người rời đi. Hân cũng không để tâm. Cô khẽ nhìn người đàn ông đang nắm tay mình mà nghĩ về một tương lai mới. Sau này, cuộc sống của cả hai sẽ có những lúc không hiểu nhau, sẽ có những lúc vui, lúc buồn, thành công hoặc thất bại nhưng cô tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua được những khoảnh khắc đó bởi sau những u tối của màn đêm một ngày mới lại bắt đầu với ánh bình minh rực rỡ tình yêu cũng vậy có thể đến chậm nhưng chắc chắn sẽ đến chỉ cần chúng ta không để mất đi sự lương thiện của chính mình sau tất cả hân đã tìm được cho mình một người yêu thương cô thật lòng và cô tin chắc rằng hạnh phúc sẽ luôn đến với những người biết yêu thương và trân trọng nó Quý vị và các bạn thân mến, lựa chọn trả thù một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cuối cùng Khang đã buông tay và cái anh nhận được chính là một mái ấm hạnh phúc mà suýt chút nữa anh đã chẳng bao giờ có được. Còn Lâm, kẻ đã dùng cả thanh xuân để trả đạp lên cuộc đời của các cô gái trẻ cuối cùng đã nhận lấy kết cục bi đát nhất. Cái kết ấy không phải chỉ là sự sắp đặt của tác giả câu chuyện này mà nó là điều tất yếu bởi người đã đem lại kết cục tất yếu ấy chính là hân với trái tim ấm áp của cô người biết trân trọng tình yêu biết phấn đấu như cô sẽ chẳng bao giờ bị hạnh phúc làm ngơ mãi mãi các bạn có đồng ý với audio chuyện hay như vậy không hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ về câu chuyện trong phần bình luận các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều tạm biệt và hẹn gặp lại